Hôm nay có anh bạn đến chơi nhà nên là quyết định cùng mổ cái giò phi điệp này. Chào tất cả anh em yêu Lan. Đây, giò phi điệp này. Giò phi điệp này là cái giò trắng ám Tuyên Quang của tôi. Nhưng mà nó có bị lẫn một số thân ở phía trên này là phi điệp tím. Thế nên hôm nay thì quyết định là sẽ tách riêng cái phần tím ra để trồng những cái cây trắng ám này riêng nữa ra. Mình sẽ mang rất khỏe, rất mình sẽ ra cái kia là mình đấy, để nó xuống đất này được. Lựa cái này đang ra mầm gốc này này. Và thực ra bây giờ thay giờ này là cũng hơi bị muộn rồi, nhưng mà cũng không có cách nào khác cả nên là quyết định vẫn cứ thay thôi, không có vấn đề gì cả. Nó sẽ hơi bị muộn tí thôi, nhưng mà rồi cây nó sẽ hồi. Cái này thì ngày xưa ông anh tôi ở trên Tuyên Quang là ông ấy ghép vào cái rễ của cái cây bạch đàn, cái gốc của cây bạch đàn lũa ấy. Thì sau đó là ông ấy đắp cái sơ dừa, cái vỏ và cái sơ của quả dừa ấy. Đấy, xong buộc vào, buộc cả một dây thép luôn. Nên bây giờ mình sẽ ở chỗ này thì nó chỉ có toàn bộ cái cụm này, thân này, hai thân này là trắng ám, còn cái phần phía trên này là tím. Cái riêng cái này đang có mầm đây thì là không nhớ là nó là tím hay ấy, nhưng mà nếu mình sẽ tách riêng cái này ra để trồng với chậu, để theo dõi nó đến mùa hoa xem nó như thế nào. Nhưng mà tôi nghi là nó là tím, nó chỉ có cái cụm này là trắng ám thôi. Đấy, bây giờ anh em cái cụm này là cái cụm mà đang nghi ngờ, không biết là trắng ám Tuyên Quang hay là tím, nhưng mà tôi nghi là tím thôi. Anh Kiệm đang tiến hành tách giò từ một giá thể lớn gồm có mấy loại là ám Phú Thọ và ám Tuyên Quang, và tím của Tuyên Quang luôn. Đấy, cái đấy là hết cái khóm đấy rồi. Đây, cái này có hai mầm gốc này. Hai mầm gốc đang lên rất đẹp. Đi. Đấy, bây giờ sẽ trồng đứng nó lên thế này. Để cho nó lên đứng. Để theo dõi xem là cái cây này nó là thế nào. Tôi nghĩ nó là tím thôi chứ không phải là ám. Cái cụm này thì chắc chắn là ám rồi. Ám này. Thân của nó dài khoảng 1,2 m. Cây rất khỏe và rất sung, vẫn đi ngọn, chưa có dấu hiệu thấp họng ngọn nghỉ. Này rất là khó cắt. Đấy là nó còn có cái phần sơ dừa này ấy, còn cắt được vào đấy đấy. Chứ nếu mà cái giá thể kia thì chỉ có nó cứng thì phải cắt cả. Cắt ra này bắt đầu là nó lại đẻ mầm gốc nhiều này. Hơi bị ngược nắng, ngược sáng. Cái giò này nó cũng sống khoảng được bao nhiêu năm ở trên cái giá thể này rồi anh nhỉ? Nó chắc cỡ khoảng 5-6 năm. 5-6 năm. Tại vì cái này ở vườn của ông anh, ông ấy ghép vào đây xong rồi ở trên đấy người ta vào, người ta trả ông ấy cũng nhiều tiền phết ấy, nhưng mà ông không bán. Thế đến lúc mà mình về chơi nhà ông ấy, ông anh qua nhà bác trưởng, ông ấy chả bán, ông cho mình luôn. Kỷ niệm luôn. Đây là cái cá thể gì đấy anh nhỉ? Cái đấy là cái chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc. Đấy các bạn thấy không? Trên một cái giá thể này mà có đến 3-4 loại. Mấy loại lan sống chung với nhau thành một gia đình. Giờ sẽ tiến hành tách chúng ra làm những cái giỏ độc lập. Cái góc này nữa anh. Đấy, nhưng mà đang quan sát thì sợ nó bị vào cái đây là cái cụm mà 5 cánh ám Tuyên Quang nó đã tách ra rồi. Do cái này nó dễ nó quá phát triển nên là nó che hết cả mắt ngủ này, che hết cả mắt ngủ luôn. Thế bây giờ phải cắt trụ nó đi, cắt trụ và tách nó ra. Tách nó ra. Thực ra đây này, ra mầm này, ra mầm gốc này. Khi mình tách ra như thế này thì nó là về cái bản năng sinh tồn của cái cây lan, thì tự nó sẽ kích thích, tự nó sẽ đẻ mầm gốc và nó tiếp tục phát triển. Mình cắt hết rễ đi này. Thực ra sau cái này là cái năm nay là mình làm cái này là hơi bị muộn. Nếu như mà cách đây khoảng 1 tháng mà tách ấy, thì hoàn toàn có thể tách những cái đoạn gốc này ra, già này ra. Nếu nó còn mát ngủ ở dưới này thì nó vẫn nảy mầm gốc. Nhưng nếu mà để ở đây thì nó sẽ không ra, thì nó chỉ ra ở cái thân tơ thôi. Nhưng khi mà cái thân già nó nằm một mình thì bản năng sinh tồn nó sẽ tự nó nảy, nếu mà nó còn mầm gốc. Thế thì bây giờ mà lựa tách nó ra thì nó rất là nguy hiểm, là bởi vì nếu có mầm gốc thì nó cũng sẽ rất là dễ bị tổn thương. Đấy, như thế này hôm nọ mình nhìn đấy, mình thấy các bạn ấy là dùng cái con dao chổ ấy. Đấy, cứa tí một thôi. Đấy, để tránh cái việc mà nó ấy vào cái mắt ngủ. Đấy, sau đó thì cái thân già này để riêng ra và đấy, cho nên là thôi, bây giờ mà nếu tách thì khả năng nó sẽ bị tổn thương mất, cho nên là tôi quyết định là để nguyên cả cái cụm này vậy. Không phải đâu, nhà em cạnh sân bóng Long Vĩ, cạnh quán karaoke Bích Ninh anh ạ. Bích Ninh karaoke Bích Ninh. Vâng, Bích Ninh cạnh sân bóng Long Vĩ nhá, có quán karaoke Bích Ninh. Thì nhà em bên cạnh karaoke Bích Ninh luôn. Cái nhà 4 tầng ấy anh ạ. Thân Hảo ạ. Ở đây. Quyết định là vẫn thấy đấy, tách được. Thân già. Cái này sẽ để riêng nha, để thân già đây, để riêng cái cụm này ra để kích xem là nó, nếu mà nó còn mất ngủ thì nó vẫn sẽ lên. Đây, cái này vẫn còn mắt ngủ. Đây vẫn còn mắt ngủ mà. Nếu mà còn là kích nó sẽ lên đấy. Kích nó sẽ lên. Đấy, như bây giờ sau mình ấy này xong rồi mình sẽ bôi cái keo liền sẹo vào cái chỗ phần cắt vừa mới cắt này, vừa tách này. Đấy, như vậy ở đây là sẽ được một cái thân trắng ám Tuyên Quang, xem nó dài bao nhiêu. 1m. Cái này thân này dài 1 mét này, thì khi mà tôi tách ra như này tôi sẽ ghép, tôi để tách xong nó rồi tính. Còn đây, đây là cái cụm mà. Còn chỗ này là có 3 thân tơ nữa và 1 thân già, thân già dài. Rễ nó ra nó chùm. Thực ra những cái rễ như này để là nó bị chùm hết mắt ngủ nó cũng không ra được. Thế là bảo sao là cái giò này nó đẻ không khỏe, vì cái rễ nó chùm hết phần gốc, nó chùm hết này, mắt ngủ nó không còn hở ra nữa để mà nó che hết cái chỗ mọc mầm gốc. Thực ra kéo này dùng rất là sướng, kéo bổ ra đi mà mỗi tội đắt. Cắt rất là thích. Cuốn chiếu rất là nhiều. Cái giá thể khô, cái giá thể xe dừa này nó rất nhiều con cuốn chiếu. Sen không có nhưng cuốn chiếu rất nhiều. Tách cây ra khỏi giá thể thì cứ đừng tiếc cái rễ cũ của nó nhé, cứ cắt hết nó đi, sau đó thì nó sẽ tự nó sẽ ra mầm gốc và sẽ rễ mới, nó sẽ ăn vào cái giá thể mới ghép và nó sẽ phát triển bình thường, nó không ảnh hưởng gì cả. Để bị sát mất trái rồi, hy vọng là nó không vào cái mắt ngủ. Cái này rất khó cắt. Nó phát triển rất lâu nên cái bộ rễ của nó rất khỏe, nó bao bọc, nó cứ kín hết cả cái gốc. Cắt chậm, chậm. Lựa. Ngày xưa lúc mới không dám cắt đâu. Cắt này kiểu vừa sợ vừa tiếc. Cứ sợ cây nó bị trột rồi cây nó như không may nó sẽ chết. Nhưng mà thực tế thì cứ cắt thoải mái, nghĩa là đừng làm tổn thương cái mắt ngủ là được, mắt ngủ đến cái củ gốc của nó là được. Còn cái phần rễ ra thì anh em có thể cắt thoải mái. Đấy, cắt rất sạch. Vâng, đây cháu cho xe đến đấy. Vâng. Rồi. Trụ thủ lội các bạn. Vâng, chú ơi, chú đến đi. Vâng, cứ đến luôn nhé, đến luôn xong rồi lấy. Đâu? Ơi! Đấy, không, nhà cụm dãy bên cạnh đấy. Cụm dãy bên cạnh đấy mà có 2 cái cây cọ cọ con chữ cửa ở đây. 2 cây cọ cọ con chữ cửa ở đây. Chắc đóng cửa em bật chuông đi. Chuông trong người nhà có người đấy nhá. Đúng rồi, có cái đèn đồng đỏ đấy. Anh đang đi chuyển 3 mét, em bảo gì à? Anh đang đi chuyển 3 mét, chắc phải tầm 5 giờ. Rồi, không phải là tách làm 3 mà tách làm 4 luôn. Tức là muốn tách hẳn nó ra luôn. Ra này bọn nó còn tách, người ta còn tách nốt quả cái đoạn thân già này, chỉ giữ lại một thân già và một thân tơ thôi, hoặc là nguyên thân tơ thôi. Nguyên thân tơ nó cũng đẻ được, nguyên thân tơ nó cũng đẻ, nó cũng phát triển được. Thử nghiệm luôn cây của nhà trồng được. Đó. Mình luôn luôn thích thử nghiệm, không sợ gì cả. Đấy. Thế là sau khi là tách ra được như vậy rồi thì còn được làm bốn khóm. Trong đó cái khóm này thì có một thân tơ thôi, không có kèm theo thân già, và cái này thì có 3 cái đoạn thân già này riêng. Cái hy vọng là đây, cái này vẫn mắt ngủ nó vẫn còn nguyên này. Mắt ngủ còn nguyên, mắt ngủ của thân già này vẫn còn nguyên, thì nên nó sẽ lại phát triển, nó lại đẻ kích cho lên, thậm chí kể cả những cái mắt này vẫn còn nguyên này. Đấy, mắt này vẫn còn nguyên, nên cái cụm này là có thể kích riêng cho nó được. Đấy, đây các bạn thấy này, một khóm này, hai khóm này, ba khóm này, bốn khóm này. Cái 4 khóm này thì bây giờ sẽ lôi ra để trồng trắng ám Tuyên Quang. Có một khóm là gồm có một thân tơ dài khoảng độ 40 cm, kèm theo một cái thân già dài khoảng 80-90 cm. Cái một cái đoạn này, thân già ngắn nữa. Cái thân già ngắn này cũng vẫn còn mắt ngủ nguyên, mình để nó hơi lãng phí, nên là tới đây sẽ kích là nó ra. Thì 4 cái cụm này tôi sẽ ghép để chơi, còn nhưng mà có thể dự phòng 2 khóm để chia sẻ với bạn nào có nhu cầu. Liên hệ với tôi, để lại số điện thoại, thông tin tôi sẽ kết nối để có thể chia sẻ các bạn này. Các bạn lần nữa là đây là ám Tuyên Quang, trắng ám Tuyên Quang. Ở trên kênh HOALAN TV thì đã có vài video về cái mặt hoa này rồi, vì là cây của nhà nên là rất là nhiều video về nó rồi. Đấy, hôm nay là đã ghép xong rồi. Thân này thì có những thân là dài 1 mét, có những thân thì dài khoảng 90 cm, có những thân thì dài 80. Đây, còn lại đây là cái cụm này là cái cụm phi điệp tím, cũng ở Tuyên Quang, tím Tuyên Quang. Cái này nó ở cái vùng mà thực ra là nó ranh giới. Nếu mà nhìn mặt hoa thì cũng sẽ không thấy nó khác nhiều so với Phú Thọ đâu, bởi vì cái này là ở chỗ nhà máy Z129 ở Yên Sơn, tức là cái vùng mà nó giáp với cả Phú Thọ, giáp với cả gần Chí Đám, Đoan Hùng, Phú Thọ rồi. Nên là cái mặt hoa nó cũng không khác của Phú Thọ lắm, mặc dù là nó địa danh là Tuyên Quang thôi. Đấy nha các bạn, nếu mà bạn nào thích sưu tầm cái mặt hoa trắng ám Tuyên Quang này thì có thể liên hệ với tôi, sẽ chia sẻ với các bạn. Nếu mà ai có kết nối thì tôi sẽ chụp từng, chỉ có hai khóm thôi, còn lại 2 khóm thì tôi sẽ để ghép thành 2 cái chậu mới, sẽ có kích thước và thông số các thứ. Các bạn yên tâm là tôi thì chưa buôn lan, nên là những cái này chỉ là, gọi là chia sẻ yêu thương thôi. Keo liền sẹo vào cái này để cho nó chống khuẩn. Dùng cái keo liền sẹo chi sèo của Mỹ này nha các bạn. Nhưng mà cái này là cái lọ này dùng nên bây giờ nó hơi bị đặc quá rồi, nên là sẽ vừa mới cho một tí nước vào để khuấy nó lên. Này có thể lấy cái dây thít kìa. Đấy, cắt một tí, lấy cái kéo. Có kéo đấy, có kéo ngay cạnh. À, khuấy nó lên tí. Đấy, cái giống này nó rất hay thế. Muối đều lên cái là có thể bôi vào chứ. Bôi vào để cho nó chống nhiễm khuẩn. Có vài chỗ. Sau đó thì cái này tôi sẽ chưa ghép ngay đâu, mà sẽ treo nó lên ở đây vài hôm, sau đó mới ghép. Ghép xong rồi thì có thể trước khi ghép ấy, thì cũng có thể là ngâm xử lý gốc kích rễ, ví dụ kích rễ thì đã đành rồi, nhưng mà có thể dùng cái Fisan 20 ấy, hoặc là dùng cái Bencona để mình kiểu khử trùng nó đi cho nó yên tâm. Nhưng mà nói chung là cái keo này nó rất là tốt, cái keo chi xèo này nó rất là tốt, nhưng mà để bôi vào như này chỉ một lúc là nó đã khô rồi, nó khô cứng luôn, nó không giống như cái keo của Việt Nam. Ở Việt Nam mà sau rồi nó cứ phồng cái mặt lên, nó chảy nhè nhè thôi, rất là chán đời. Con tí à. Thực ra là cái này mình gọi là bôi vào cho nó yên tâm thôi. Chứ còn nếu mà mình ngâm xử lý rồi đấy thì nó cũng không sao. Không hiểu sao cái giò ám này năm nay cái mặt hoa nó lại có cái biến đổi hơi khác lạ. Nó cảm giác như là cái cánh hơi có viền tím. À tôi biết rồi, tôi nghi là có thể là do có khi nào nó bị ảnh hưởng bởi cái thân cùng giò này không nhỉ? Tím này không nhỉ? Lai không nhỉ? Nhưng mà lai này nó phải ra thân, ra ti rồi mới lên hoa, chứ đây lại ra hoa luôn thì vô lý. Tức là cái giò này người ta ghép, ông anh nuôi ông ấy ghép là nó bị lẫn cả ti điệp tím và ti điệp trắng ám. Nên nhìn nó vậy, có cái viền như này. Vẫn còn rất nhiều nụ. Kênh HOALAN TV hôm nay tiếp tục lần thứ 3 giới thiệu với các bạn cái giò trắng ám Tuyên Quang này. Hôm nay cái thân này nó nở được hầu hết rồi. Nó chính là cái thân già mà tôi đã giới thiệu với các bạn. Thân già của mùa trước, và năm nay nó ra cả hoa và cả ti trên cái thân này. Ở đây thì có một cái mặt bông nó bị biến dị, trông khá là lạ. Tức là trên cùng một cái thân này, nhưng mà cái mặt bông, đây cái mặt bông bên dưới này thì nó khá, lưỡi và mắt khá rõ ràng. Tuy nhiên là cái mặt bông này thì lại như là cây khác vậy. Tức là cái má nó bị đốm một bên thôi, còn một là bên thì như là mắt xước. Cái lưỡi nó cũng nhọn hơn. Chung là đúng là quay vào ban ngày nó cũng đẹp hơn. Đây là cái gòi này thì vẫn đang nụ, mấy gòi này đang nụ. Rất đẹp. Kênh HOALAN TV giới thiệu các bạn cái giò phi điệp trắng ám giống của Tuyên Quang. Cái giò này thì tôi đã từng giới thiệu các bạn mùa năm ngoái rồi. Nên năm nay thì nó có những cái diễn biến khá là thú vị nên là tôi lại tiếp tục giới thiệu các bạn. Đây là có một cái cụm này đâu khoảng độ 7-8 bông ấy, đã ra hoa rồi. Trong cái bông này đây này, có cỏ con ong nó chui vào đây, nó đang sơi gọn cái bông này rồi. Cái cụm này ấy thì là nó ra hoa mà cái lá nó vẫn nguyên, không hề xuống lá. Đây, có cái này mới là héo thôi, vẫn chưa xuống. Còn cái phần này thì vẫn lá vẫn tươi nguyên. Đấy, con ong nó bay ra rồi. Và vẫn trên cái thân này thì xuống phía dưới này thì lại mới là đang nụ thôi. Phần dưới này thì là rụng lá và đang nụ. Đây, nụ rất là xanh. Năm ngoái thì lúc đầu tiên tôi cứ hy vọng là nó là năm cánh trắng, vì cái ông anh tôi ở trên Tuyên Quang ông ấy tặng cho thì ông nói là năm cánh trắng, và rất hy vọng là năm cánh trắng. Tuy nhiên là khi mà nó ra thì khẳng định luôn nó không phải là năm cánh trắng, mà nó chỉ là ám thôi. Tôi quay ban đêm này nó cũng không được bật hết được cái độ sáng của cái cánh. Tuy nhiên là ban ngày thì lại không có nhà. Đây là một cái thân khác khá đặc biệt. Cái thân này là cái thân già, tức là nó ra hoa của mùa trước đây. Cái đoạn này khoảng độ 40 phân là ra hoa mùa trước. Đây là những cái cuống của cái hoa mùa trước này. Thế từ đây trở lên thì là năm ngoái chưa có hoa, thì năm nay chỗ này lại ra nụ này. Đang có hai cụm nụ ở cái chỗ này, có hai mắt. Mắt này được 3 bông này, mắt này 2 bông này, và có bỏ 3 đốt thì lên đến đây lại có hai mắt. Một mắt cũng được 3 bông và một mắt hai mắt đều 3 bông. Kỳ dị hơn là cái thân này bên trên này, mặc dù nó là thân của mùa già của mùa trước, nhưng mà vẫn có 3 cái lá là chưa rụng, và liền ngay đó thì có một cái ki. Ki cũng rất là khỏe. Đấy, khá là dị. Cái giò này thì do ở nhà ngày xưa ngoài nhông ghép là nó bị lẫn. Đây này, cái thân này là ở cái cụm phía trên đỉnh của cái giò này. Trong này là nó là cái vỏ dừa buộc lại, thì cái phía trên này của nó lại là phi điệp tím, nên là cái mắt nó, cái vòi hoa nó khá là nó có màu tím này, trong khi cái thân mà ám thì nó xanh như thế này. Đấy, đây là một cái thân tơ khác mà hiện tại đang rất là nhiều nụ. nụ cũng nhỏ thôi, trong khi cái cụm kia thì đã ra hoa. Đấy, cụm này đã ra hoa to rồi. Bên cạnh này có một cái thân cũng đang ra hoa, ra nụ khá là lớn rồi. Còn lại cái này thì lại đang rất là nhỏ này. Phía trên thì cũng còn nguyên lá, không hề rụng. Tương tự là cái thân này cũng rụng rất là ít và cũng đang có nụ này. Cái này nó cũng thế, lá vẫn nguyên nhưng mà ra nụ này, nụ xanh này. Đây thì lại là một cái thân của mùa trước, thì hiện tại nó đang ra được một cái kỳ ở chỗ này, và trên này thì ra được hai cái. Đây cũng là cái phần gốc của cái thân mùa trước này, là kỳ rất là khỏe. Đấy, các bạn thấy là cái giò này nó phát triển nó rất không đều nhau, và chỗ thì trên cùng một thân, chỗ thì đã nở hoa như thế này, chỗ thì nụ mới như thế này, và lại có thân bên cạnh thì nụ mới nhỏ xíu này. Đấy, nụ nhỏ xíu. Đặc biệt là cái thân già này thì lại có cái mắt năm ngoái chưa ra, thì năm nay nó ra nụ, và phía trên này thì ra kỳ, rất quái dị. Thôi thì nó cứ ra thế nào thì ta chơi thế thôi. Có rất là nhiều bạn, nhiều người xin tôi cái ki của cái cây trắng ám này. Tuy nhiên hiện tại thì nó chỉ có vài ki thôi, là tôi sẽ phải cắt nó ra để tôi nhân. Nếu mà nhân lên ki được thì cũng chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ với mọi người thôi. Đấy, nó bị lẫn ở trong cái kẽ lá ấy. Cho nên là cái bông nó, cánh nó cũng không tung hết ra được. Đấy, tôi sẽ ngắt một bông này. Ngắt một bông. Nên là nó bị gò bó ở trong các cái kẽ lá. Lá nó rất là dày nha các bạn. Cái lá rất là dày, cho nên là cái bông nó bị kẹp lại nên nó không bung ra được, hết. Cho nên nó quăn queo quặn quẹo này. Không nhìn thì không đẹp lắm. Thế nhưng mà những cái bông mà nó, thứ hai nữa là bây giờ nó cũng đang là buổi tối thì cái mặt bông nó cũng cụp lại. Nếu mà buổi sáng thì nó cũng sẽ căng ra đẹp hơn. Đấy. Bông rất là lớn. Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được những giò lan như ý và tiếp tục đồng hành cổ vũ cho kênh HOALAN TV phát triển. Cảm ơn các bạn. Hôm nay mới lần đầu tiên được xem chiêm ngưỡng cái giò ám, trắng ám Tuyên Quang này mà trong cái ánh nắng sáng ban mai. Phải nói là tuyệt vời. Rất tuyệt vời các bạn. Bình thường những cái ngày trước nó u ám quá thì quay lên chụp nên nó không được đẹp lắm, nhưng hôm nay ánh nắng sáng nó đang xuyên qua rất chi là đẹp. quá tuyệt vời luôn. Chỗ này ra quả này. Hôm nay thì cái giò ám này nó đã bung hết rồi. Tất nhiên là cái ra những cái chùm này thì nở chưa căng. Đây, hôm nay rất chi là đẹp. Nhưng mà đúng là cái viền cánh nó năm nay nó hơi hồng thật. Nhìn trong khuôn hình không sao, cái hoa là được rồi, đẹp rồi. Thân nó rất là xanh, thân của cái mầm. Đây là lẫn ở một cái mấy cái thân ở phía trên đó là cái điệp tím. Đây cũng là thân phi điệp tím. Kỳ này dễ rất khỏe.